Trái ngược với sự kỳ vọng ban đầu, việc mua lại vé concert Blackpink tại Việt Nam không khó khăn như dự đoán. Trên cổng bán vé chính thức Ticketbox, người hâm mộ vẫn có thể dễ dàng đặt mua vé, chủ yếu là ở các hạng giá từ 5,8 triệu đồng đến 7,8 triệu đồng. Tuy nhiên, những người đã mua vé với mục đích bán lại để kiếm lợi nhuận hiện đang đối mặt với nhiều rủi ro. Trên mạng xã hội, có nhiều nhóm trao đổi và bán lại vé, nhưng số lượng vé chưa được tiêu thụ vẫn đáng kể. Người bán lại phải đưa ra những thông tin hấp dẫn nhưng không chắc chắn để thu hút người mua. Dù vậy, việc bán lại vé vẫn gặp khó khăn và nguy cơ bị lỗ. Điều này tạo ra sự lo ngại cho những người muốn mua vé từ các nguồn không chính thức và giao dịch trực tiếp với người bán. Nhiều người đang gặp khó khăn khi muốn bán lại vé Blackpink tại Hà Nội. Một ví dụ là trường hợp của Bùi Ngọc, người đã đặt mua vé hạng kết 2 với giá 5,8 triệu đồng và hy vọng bán lại ngay sau khi vé được mở bán. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, cô ấy vẫn chưa tìm được người mua cho tấm vé này. Bùi Ngọc đã cố gắng quảng cáo và tìm kiếm trong các hội nhóm, nhưng không có kết quả khả quan. Mọi người vẫn có thể dễ dàng mua vé trên trang web chính thức. Một trường hợp khác là vợ chồng anh V. À, họ đã mua 8 vé Blackpink với hy vọng kiếm lời, nhưng cho đến bây giờ, họ vẫn chưa tìm được người mua. Anh ta đã đăng bài giao bán với giá gốc và hy vọng tìm được người quan tâm. Việc mua vé xem Blackpink tại Việt Nam gặp khó khăn khi vé trên trang web chính thức vẫn còn nhiều và người hâm mộ đang chờ đến gần ngày biểu diễn để có thể mua vé với mức giá hợp lý, thậm chí rẻ hơn so với giá gốc từ những người bán vé. Một số người đã chia sẻ rằng việc mua vé không khó và còn có khả năng mua vé với giá rẻ. Tuy nhiên, việc mở bán vé cho hai đêm concert tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã gặp khó khăn trong việc thu hút fan vì lượng vé quá nhiều và ít quyền lợi so với các quốc gia khác. Hơn nữa, Blackpink đã diễn ở nhiều quốc gia Đông Nam Á trước khi đến Việt Nam, do đó không có sự hứng thú lớn từ phía fan quốc tế như mong đợi. Trong khi đó, ở Thái Lan, việc đặt mua vé cho concert Blackpink vẫn dễ dàng sau một thời gian mở bán.